Tô Đình Khánh, chú rể không chân, tung bộ ảnh cưới chưa từng công bố, nhắn nhủ đến dàn khách mời. Thời gian gần đây, chuyện tình của chàng trai không chân Tô Đình Khánh và vợ xinh đẹp tên Thương đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người gọi đây là chuyện tình cổ tích. Hiện tại, Tô Đình Khánh đã cầu hôn bạn gái và đi chụp ảnh cưới. Được biết, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào giữa tháng 10. Thời gian này, cặp đôi đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới hoành tráng. Mới đây, trên trang cá nhân, chàng trai không chân tiếp tục tung loạt ảnh cưới chưa từng công khai, kèm theo đó là dòng trạng thái thể hiện rõ sự háo hức đến ngày trọng đại. Cụ thể, anh viết, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hẹn gặp mọi người vào lúc 11 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2022 ạ. Ngay khi bài viết được đăng tải, nhiều người đã gửi lời chúc cũng như sự hâm mộ trước tình yêu đẹp của cặp đôi. Đình Khánh từng cho biết, quyết định kết hôn nhanh hay lâu với anh không quan trọng, bởi Thương chính là người phụ nữ dành cho anh. Mọi thứ đến đúng vào thời điểm như ông trời đang sắp đặt vậy. Đáng nói, khi đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới thì mới đây, Tô Đình Khánh nhận được tin nhắn của người bạn trên Facebook. Người này cho biết đã theo dõi chàng trai không chân từ lâu và nghĩ anh sẽ cưới bạn gái cũ tên Lan chứ không phải bỏ Lan đi cưới người khác. Người này liên tục nhắn tin cho rằng nếu chàng trai không chân tổ chức đám cưới thì cô gái tên Lan sẽ buồn. Trước vụ việc này, Tô Đình Khánh lên tiếng. Trước giờ, Khánh không muốn nhắc đến chuyện cũ của mình vì nó đã là quá khứ. Nhưng lần này, Khánh phải nói lại một lần nữa vì Khánh muốn bảo vệ mình và bảo vệ người vợ hiện tại của Khánh. Tránh hiểu lầm nên Khánh phải nói lại để những ai đang theo dõi Khánh được biết. Khánh và bạn gái cũ chia tay vì rào cản của gia đình bạn ấy. Và bạn ấy cũng có quyết định và lựa chọn cuộc sống của bạn ấy. Một số người biết Khánh sắp lập gia đình nhưng vẫn cố tình nhắn tin như vậy để làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Khánh và đặc biệt ảnh hưởng đến tâm lý của vợ Khánh. Chúng ta nên tôn trọng cuộc sống của nhau ạ. Đình Khánh từng là chàng trai khôi ngô khỏe mạnh như bao người. Biến cố ập đến vào tháng 4 năm 2018, đúng thời điểm anh chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh. Một cơn đau lạ ập đến khiến hai chân anh mỏi rã rời, không thể nhấc nổi. Khánh được đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán anh bị tắc mạch máu ở bụng, phải cưa bỏ hai chân mới có thể giữ mạng sống. Anh phải trải qua hai cuộc đại phẫu thuật vì vết thương sau đó bị hoại tử. Mất đi hai chân, Đình Khánh đã có những lúc nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nhưng nhờ gia đình và bạn bè ở bên, anh lấy lại tinh thần và thay đổi suy nghĩ để sống tích cực hơn. Anh còn lập kênh vlog để chia sẻ câu chuyện của bản thân, truyền động lực cho những người khác. Năm 2019, Thương vô tình nhìn thấy video của anh Khánh trên mạng. Cô rất đồng cảm khi nhìn thấy anh chàng không chân vẫn lạc quan, tò mò không biết cuộc sống của anh sẽ như thế nào. Nhưng đang xem dở, clip vô tình trôi mất, Thương chưa kịp biết tên tuổi hay địa chỉ của anh để tìm lại. Khi đó, Thương đang làm việc ở Nhật Bản, cô tự nhủ đợi khi về Việt Nam sẽ tìm hiểu xem anh là ai. Đến đầu năm nay, Thương một lần nữa nhìn thấy các bài đăng về anh Khánh, cô đã chủ động nhắn tin hỏi thăm anh. Sau thời gian nói chuyện, cả hai đều đồng ý rằng Thương phải gặp anh Khánh ngoài đời để xác định xem liệu có thực sự yêu và cảm nhận được hoàn cảnh của anh, sau đó mới tính chuyện lâu dài. Thời điểm ấy, Thương chuẩn bị gia hạn hợp đồng thêm một năm, nhưng cuối cùng cô quyết định bỏ hết công việc để về Việt Nam để gặp người mình yêu thương. Trước khi quyết định về, Thương gọi điện để bàn bạc và xin phép bố mẹ. Khi Thương kể với gia đình về hoàn cảnh của anh Khánh, người thân của cô cũng rất bất ngờ. Riêng mẹ của Thương biết Khánh từ trước thông qua mạng xã hội, nên khi biết con gái quen anh, bà rất ủng hộ. Tháng 5, Thương về nước. Ngày cô về tới thành phố Hồ Chí Minh, anh Khánh ra sân bay đón cô. Vừa nhìn thấy bạn trai, Thương chạy ào tới và ôm chầm lấy khiến anh xúc động. Sau khi gặp anh Khánh, Thương về quê để thăm gia đình khoảng một tuần. Được bố mẹ đồng ý, cô vào lại thành phố Hồ Chí Minh để phụ giúp anh Khánh chuyện kinh doanh. Sau đó anh cũng sắp xếp về Bình Định để ra mắt gia đình bạn gái, xin phép để hai người chính thức qua lại. Quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau 6 tháng hẹn hò, nhưng cả anh Khánh và Thương đều không nghĩ như vậy là quá nhanh. Cả hai đều tin mình suy nghĩ đủ chín chắn và muốn gắn bó với nửa kia.